AMI là hoạt động triển lãm, diễn đàn tổng hợp do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức thường niên từ năm 2015 tại Công viên Yêu nước Giải trí Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow, thu hút nhiều quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp quốc phòng các nước tham dự và trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng. Diễn đàn là một trong những triển lãm vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới. Diễn đàn bao gồm triển lãm các sản phẩm tiên tiến của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga và các nước đối tác, trình diễn thực địa vũ khí, trang bị kỹ thuật lục quân, hải quân và không quân của Liên bang Nga và các nước đối tác, các hội thảo khoa học ứng dụng về kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng. AMI 2023 thu hút sự tham dự của các phái đoàn đến từ gần 60 quốc gia, trong đó có nhiều đoàn cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng, cùng khoảng 1.500 công ty quốc phòng của Nga và 85 công ty nước ngoài. Việt Nam duy trì cử các đoàn cấp cao tham dự. Đến năm 2018, Việt Nam chính thức tham gia trưng bày sản phẩm. Năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam tại AMI 2023. Nhân dịp tham dự AMI 2023, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã tham quan một số gian hàng của các nước, trong đó có gian hàng của Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã gặp gỡ và làm việc với các đối tác. Trước đó, sáng ngày 14 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow.